không có nhiều quá, không có đông quá nên em không có đi. Em thấy em làm video quay ha, rất là dễ đọc ha, video thực tế nha. Thả tim thả đi, anh muốn thả bao nhiêu thì thả đi đó. Này video thực tế nha, không phải là những cái miệng quảng cáo bình thường nha. Đây, lúc xuống lâu lắm mà không có like bộ. Nhớ anh chị nên nay lên like nè. Cái móng này là em đã gắn nối móng rồi ha. Đó, chị em phước từ từ. Hai cái màu này là ombre là cực kỳ đẹp luôn, rất là dễ dàng. Nói chung là anh chị em nào mà mới dùng đó thì sẽ làm được ha. Quay sáng hơn được không anh? Ok, ok, quay sáng hơn. Ok, thấy rõ chưa? Sai hình này. Đây. Mình chẳng chưa, thấy rõ chưa? Xem đi ấy. Thấy cuối tuần này là bọn mình qua bên Portland đó nha. Cuối tuần này mình qua bên Portland đó. Cái này thì bột nó mới về đó nên là nó hơi còn ấy lắm, mình chưa có lắc lên đó. Nhớ giữ cái xếp nha, anh chị em lấy cái khăn cọ nè, đến hàng không vô đó. Cuối tuần thì chắc ai không có. Cái này là mình gắn nha, mình nối móng nha. Cái này là nếu mà móng dài thì anh chị em nên dùng cái móng thẳng này để nối móng nha. Còn nếu mà móng ngắn á, nếu mà bình thường mà medium thôi á thì anh chị em dùng cái móng thường đi, nó đẹp hơn nha. Cái móng này nhiều lúc nó khó gắn, nó lòi lõm hai bên hông đó, nhiều lúc nó bực mình lắm. Cứ medium thì lấy cái móng thường mà gắn, quan trọng là cái shape của mình thôi ha. Đó, chị em thấy em chụp cho rất là nhẹ nhàng ha. Ok, ok, chân đi. Ok, em chị em thấy rõ không? Đó, màu milky white ha. Cái màu này là màu milky white. Nhấp nhẹ nhẹ lên, mình từ từ ha. Anh chị em thấy em từ từ không? Rất là nhẹ nhàng. Đây, vuốt xuống, lấy nước vuốt nhẹ nhàng xuống. Cái nước vuốt nhẹ nhàng xuống, nhớ giữ cho em cái shape nè. Đó, từ từ thôi ha, giữ cái shape, đừng cho nó hư cái shape nha, lúc nào cũng chỉnh cái shape hết. Chắc bộ đi buổi chiều nha, sáng việc mình phải làm thì tôi cũng đi làm mà có được nghỉ đâu. Đây anh chị em thấy không nè, anh giữ cái shape này, anh chị em thấy không? Cái shape mình rất là straight ha. Quan trọng là cái shape nha. Đó, cái shape chưa? Mình đặt lên ha, trước khi lắc cái bộ á, giữ một chút xíu nè. Bỏ lên nè, nhúng anh chị em ha, nhúng nó nè. Nhúng nó cho nó loãng cái bộ ra, mình mới nhích nhẹ xuống nè, đó. Xong anh chị em tém từ từ lên. Thì cái bột nó loãng á, thì anh chị em muốn mua nó đi đâu thì mua nè. Anh chị em nhìn nè, em đẩy cái bột lên nè, muốn mua nó đi đâu mua. Thấy không? Nó không có chảy nhiều ha, nên là anh chị em đừng có sợ. Đó. Tém vô, tém. Nói chung là cái bột trắng là cái bột khó đắp anh chị ha. Cái bột trắng là cái bột mà nó chảy hoặc là khó đắp. Mà cái milky white này bên em là rất là dễ dàng. Đấy, để đắp bột thầm lên thì đến tầm nè, cho đẹp. Thì mình hát hát ra, mình chỉ hát hát ra thôi ha. Tùy con khách nó muốn thôi ha, anh phải hỏi con khách là tùy con khách nó muốn như thế nào thôi. Đó, cắt bộ đi ha, nhớ giữ cái shape kia nha. Hello Thi, trời lâu quá không gặp, nay không còn sale đồ nữa hả? Nay không thấy sale đồ nữa. Đó, chị em thấy cái shape ha, giữ cái shape nè. Dạ, cái bộ ombre này là inbox cho em nha. Em có để số điện thoại ở trên cái Facebook của em đó, em có để số điện thoại đó. Cứ điện qua cho em để em tư vấn thêm ha. Đây, bây giờ nè. Thì đây ha, bắt đầu em sẽ dùng cái pin nè. Khi mà anh chị làm ombre anh chị em nhớ để cái chỗ này nó khô một chút nha. Nó phải khô nha. Chứ nếu mà nó không khô đó, anh chị em bị loãng cái ly lịch thì cái bột hồng, bột nưu á nó không có còn được hồng nữa nha. Này, này em bỏ lên nè. Em đặt
gần tới critical thôi, em nhích nhẹ thôi, nhích nhẹ lên. Cứ từ từ, cái bột bên em á nó lâu khô lắm nha, nhích nhẹ nhẹ thôi, từ từ. Nó lem thì cũng kệ nó nha, cái em đập, em tháp nó nè. Vuốt nhẹ xuống nè, vuốt xuống. Đó, vuốt nhẹ xuống. Xong bắt đầu mình mới lấy cái mũi cọ nè, mình quét ra bên hông. Nó rất là lâu khô anh chị ha, nó lâu khô lắm. Mình vuốt nhẹ nó nè, đó. Vuốt nó ra. Tháp nó vô. Đó. Tháp nó vô nha, nhớ là phải mỏng thôi bên hông này nè anh chị em ha. Thì cái set nó ra nó mới bén được. Đó. Thì nếu mà anh chị muốn mà thêm nó dài xuống dưới đây nữa thì thêm một cục nữa. Hoặc là nếu mà anh chị em muốn dài hơn nữa đó, thì anh chị em lấy bột nhiều hơn một chút nữa. Đây để em lấy nhiều hơn một chút nha. Đây cái này thì hơi nhiều, chỉnh lên đây. Đây em bỏ lên đây nè. Đó, cái này thì hơi nhiều nè. Em nhích lên, cho đi còn em đẩy sát lên cho đi còn nè, mỏng thôi nha. Đó, phải mỏng thôi. Đó, mình tém vô giữa nè, anh chị em thấy em tém vô giữa không? Đó. Em đập nè, nó mới loang ra, mình mới dễ vuốt ha. Nè, anh chị em thấy không? Rất là bóng. Đó. Vuốt từ từ nè, anh chị em thấy cái critical của em nó tròn ra nè. Rất là đẹp, rất là bóng. Nó đều màu dữ lắm ha. Đó. Thì anh chị em tùy là anh chị em muốn là nó nhiều hay nó ít. Nó màu hồng nó dài xuống hay không á, thì quan trọng anh chị em lấy cục bột thôi ha. Đây em bỏ cục bột lên, nhích nhẹ nè, từ từ thôi. Nó lên mà bên hông á, cứ từ từ kệ nó ha. Cái này em lấy hơi nhiều rồi, em đập nè, cái quan trọng cái này nè, em đập nè. Đó, cho nó loang ra ha. Đó, thì xong cái ombre thì mình mới quét hai bên hông nè. Em quan trọng là cái chỗ ombre nhất ha. Thì xong cái ombre á thì bắt đầu em lấy thêm nước. Không chị, cái ombre này em chỉ dùng liquid CND thôi nha. Không, em chỉ dùng tất cả hoàn toàn là cái bột bên em là dùng CND hết. Nha, cái bột bên em là dùng CND hết. Còn cái bột bên Đức hả? Nói chung là em không biết cái bột đó như thế nào nữa, em cũng không có rành nữa. Nói chung là bên Đức cũng có, bên em cũng có nhập bột qua bên Đức nha chị. Bên em cũng có nhập qua mà. Đó, mình lấy ít màu trắng quá thì mình thêm. Cứ từ từ nè anh chị, em thấy không? Em bắt từ từ nè. Đó. Tháp vô, đó. Hôm qua em có like cái màu Deep Ombre, một nhịp thở. Và hôm nay là em like cái màu này. Like cái màu đắp này, ngừng thở nha. Lúc mà đắp này nên ngừng thở. Cái em đắp em cũng ngừng thở, em cũng nín thở dữ lắm á. Từ từ nha, tháp vô nè, kéo xuống. Nhẹ nhẹ xuống, nha. Cái liquid CND á, ở supply nào cũng có, bên em không có bán liquid nha chị. Bên em chỉ bán bột. Em chỉ bán bột thôi nha. Em chỉ bán bột và những cái dạng như design hoặc là những cái dip. Chỉ những cái đơn giản thôi, còn những cái liquid đó chị ra supply nào nó cũng có bán, em bảo đảm luôn. Liquid CND nha. Solar CND nha. Bảo đảm supply nào cũng có bán nha. Lai cái màu pink lên, để lên. Thì thằng máy mẩy đó thì em sẽ lấy hơi nhiều. Tí nữa em sẽ lấy ít lại cho anh chị em xem. Tại vì ombre thì em chỉ muốn nó lên ra thôi. Có linh gì chị? Linh bột của bên em hay là linh liquid? Đó, mình từ từ nè. Anh chị em thấy màu trắng của em không? Rất là nhẹ nhàng. Just slow, slow, slow. It's long time to dry. Từ từ thôi. Nó rất là long time dry ha. Đó, mình vuốt nó, mình đè ngay chỗ này nè. Phải thiệt là mỏng ha. Cứ quan trọng chỗ đó nha. Đó, kéo ra. Bột hả chị? Dạ có, chị có thể inbox cho em, order từ em cũng được. Nếu chị inbox số lượng thì em sẽ có cái giá tốt nhất cho chị nha. Còn nếu chị muốn order về thử bột vài ba hũ thì em có thể đưa website cho chị là notpolish.com nha. Đây. Cái chữ nó polish này chị đặt com vô và nó sẽ ra cái website của bên em. Đó, từ từ thôi ha.
đó, nhớ giữ cái xếp này cho em nha, lúc nào phải giữ cái xếp tiếp tra này, nó bị lửng không sao. Anh chị em thấy không, cái bột bên em á, em đắp bên kia xong bên đây vẫn còn dẻo nè, em chỉnh lại này thấy không. Đó, bây giờ em lai cái bột phim lên nha, từ từ thôi. Nói chung là bột phim bên em thì nó không có khô nhanh nha. Đây em một lai lên nè, này em nhích cái cọ lên nè, em cho nó tròn khi thì cổ trước đi đã đó, em cho nó tròn khi thì cổ trước đi đã, xong em tém, em đập nè, em tháp nó ra đây nè cho nó dẻo, cái bột ra em vuốt xuống nhẹ nhàng thôi. Đó, chị em thấy nhẹ nhàng không, xong mình mới vuốt hai bên thân này xuống nè, đập nó vô nha, đừng có vuốt xuống nữa nha, đập nó vô thôi, nhẹ nhàng thôi. Đó, chị em thấy nó rất là đẹp ha. Cái này á, gắn hai thiếp là nó dài quá, nó làm rất là dài, chị em thấy nó dài không, thì em gắn cái thiếp thẳng, nếu mà dài á, thì anh chị em lấy cái thiếp thẳng ha, đừng có dùng cái thiếp cong, cái thiếp cong thì nó sẽ không có natural cho lắm. Còn nếu như thiếp dài á, nếu mà móng ngắn á, thì anh chị em nên dùng cái thiếp bình thường nha, móng ngắn á, cỡ medium thôi thì anh chị dùng cái móng thiếp thường. Đây em tháp xuống, em kéo xuống nè, đó em kéo xuống, em vuốt nhẹ xuống, đây một cục, chị thấy một cục không, rất là dễ dàng ha, nhanh gọn lẹ, và cái critical của mình nó không có bị nó tròn sẵn luôn ha. Đây, tiếp tục cái bàn này ha, chị thấy rõ để mình nằm xuống. Ok, tiếp tục mình, khi mà em đắp thinh, em đắp quay xong hết 5 ngón thì em mới quay lại em đắp tiếp tục nha. Cái này á, thì thiếp này á, thì nó muốn dài quá, thì cái thiếp kia á, thứ nhất là dài quá nó sẽ bị cong ở hai bên hông, nó không có natural nữa, hiểu không. Đây như cái này thì nó sẽ là thiếp thẳng ha. Thì mình đắp quan trọng là mình build ngay cái chỗ này, ngay chỗ ở giữa cái món này nó có độ cong đó, thì mình quan trọng mình build chỗ đó nó có độ cong ra nó rất là natural ha. Còn như cái móng kia nó bị cụp xuống đó, nó nhìn nó không có được sắc, nó không có được sắc nét lắm ha. Đó, tháp từ nè, thấy cái nào không đều thì tháp. Alo Long John, busy quá. Đây ray dip thì một nhịp thở, còn ray này là nín thở nha, nín thở cũng làm được nha. Đó, vuốt xuống nè, tháp vuốt xuống, nhớ giữ cái xếp ha. Rất là đơn giản cho anh chị em ha, người thật việc thật và bột cũng thiệt luôn nha. Đó, anh chị muốn em tư vấn về những cái sản phẩm bột này thì cứ inbox cho em ha, em sẽ tận tình ra về những cách làm bột huy. Xong anh chị em vuốt xuống nè, tháp xuống, vuốt xuống, nhớ giữ cái shape luôn luôn nha. Kéo xuống nè, cắt bột đi ha. Cắt bột đi, tháp cái shape vô nha, để thẳng cái cọ tháp cái shape vô. Đắp ông rơi mà, em đắp ông rơi mà, đắp ông rơi trắng hồng anh. Này ông rơi ngừng thở luôn chứ, ông rơi một nhịp thở gì nổi. Này trắng hồng, ông rơi. Này nó muốn đắp anh ơi, phá hoài. Đây, từ từ ha, đắp nhẹ từ từ. Chị nào mà chưa dùng thử sản phẩm của Not Thomas bên em thì inbox cho em ha, em có thể tư vấn cho anh chị về cái sản phẩm này. Đây là những video thực tế nhất mà em muốn dành tặng cho anh chị nha. Đắp dễ nè, không có bị ma bồ hay là không có khô nhanh,
nói chung là để có thời gian cho anh chị giữ cái shape, không cần giữ shape nhiều. Cái mi quay này á nó rất là dễ đắp, nói chung là anh chị em làm ombre được luôn nha, ombre màu trắng được luôn. Sorry hình. Đó. Cái này á, thứ nhất em nói luôn là tại sao em phải nói là video thực tế nhất, tại vì em không có lựa tay. Thứ nhất là em làm tay khác thì nó làm cái màu nào thì mình thấy. Thứ nhất cái tay này nó cũng không đẹp đó anh chị ha, nhưng mà khi mà mình làm đó thì mình đủ tự tin để mình làm những cái con khách như thế này, thì khách này là khách quen em mới dám like ha. Nhưng mà cái tay nó cũng không phải là cái tay đẹp, nhưng mà em không có ngại cái điều đó để show up cho anh chị em xem những cái sản phẩm mà rất là dễ làm của bên em ha. Đó. Tay đẹp hay không đẹp em cũng không ngại nha. Nói chung là quan trọng là cần cái thứ mình cần để mình xem đó là thực tế nhất, là dễ đắp hay không, xem người ta control bột hay là nó có chảy hay không, nó có màu, nó có đẹp không. Đây là những cái gì mà thực tế nhất em dành cho anh chị nha. Dạ là new 102 nha, màu này là 102, rất là nhiều người dùng cái màu này. Bên em thì đa số màu nào nó cũng dẻo hơn, đa số sẽ có những màu nó hơi chảy, thì tất nhiên là ai những cái màu đó thực sự là mình làm không được cho nó dẻo, tại vì nếu mà mình làm cho nó dẻo thì cái màu nó sẽ bị lợt hơn đó. Cũng có màu nó hơi chảy một chút xíu, nói chung là đủ tạm, nói chung là đối với cái màu đó là dễ đắp, vừa đắp chứ không phải là khó đắp ha. Em bắt cho em để em tư vấn nha. Đây, mình tiếp tục. Đây, bây giờ xong rồi, mình bắt đầu mình dùng cái khinh nè. Em nhìn em đắp cái khinh ha. Đây, bây giờ em dùng cái khinh nha. Khinh thì phải vừa đủ thôi. Như đây ha. Em đặt lên nè. Em kéo xuống nhẹ xuống nè. Nói cái mũi cọ em nhích nhẹ lên đây, anh chị em thấy không, từ từ nè. Đó, từ từ nè, chăm sóc critical ha. Đó, xuống đây, cái quan trọng phần này thì em sẽ đập nó, em quét xuống. Đó. Đây anh chị em sẽ thấy rất là đẹp. Lấy là em sẽ bỏ clear ở đây, cái này thì nhìn kỹ hơn, nó ngắn quá. Cái màu nude pink này của em rất là đẹp nha. Đây, em bỏ gần sát cái cò, em kéo ra. Em lấy cái mũi cọ em nhích lên. Nhích lên. Đó. Nhích lên cho nó tròn khi đi cò nè. Đó, xuống dưới em mới tháp, em đè nó xuống. Đó, đè nó xuống và quét. Đó. Em quét, em lên hai bên hông nè. Cái này em lấy hơi nhiều nha. Quét sơ sơ ở đây cho nó mất đi. Đó. Cái tròn cái tròn anh chị em thấy không, tròn rất là dễ đắp, nói chung là nó có thời gian để anh chị control cái critical nha. Đây em để đây, em đặt lên, em nhích đẩy lên critical nè, đẩy lên. Đó. Đẩy lên, khi mà anh chị em cảm thấy cái bột nó khô rồi, anh chị em đập nó như thế này nè, anh chị em thấy em đập không, thì nó sẽ loãng cái bột ra, anh chị em vuốt ông ray đây. Nó loãng cái bột ra để mình có cái thời gian để mình vuốt, nó không có bị khô ha. Đó. Với lại cái bột này á em mới mang về luôn, em chưa có lắc lên gì hết á, chưa có lắc lên nữa, em mới mang về hôm qua đó. Đó, mình đẩy lên nè, như cái này nè, đó em tháo xuống nè, quét xuống, đó. Tháo xuống xong mình quét nè, vuốt đẩy nhẹ nhẹ lên, vuốt rất là dễ ha. Tiếp tục đây, chứ cái màu này là màu mới nè, thấy không? Đó, chưa có đắp lên nè.
mới cáo lên, chưa có lắc lên nữa nhưng mà rất là dễ. Đây, như con cái nè, nó nhiều một chút xíu. Em để gần cái silicon nè, đó, em nhích lên, đẩy lên, anh chị em đẩy lên, đó. Này. Tháp ra hai bên hông vô trong nè, vô giữa nè, cái nào em quét nè, nè, quét xuống. Đếm hai bên hông vào, đập, đẩy lên cái silicon nè, xuống nhẹ nhẹ thôi nha. Nói chung là cái quan trọng á, là mình kéo cục bột ra giữa ha, mình đập cái cọ mình nó lúc nào cũng có nước nha, bắt đầu mình đập nó ha, mình đập nó, mình kéo xuống giữa, mình đập cho nó, anh chị em thấy cảm thấy nó dẻo bột rồi thì anh chị em vuốt xuống và nó làm lên trên đó, cho nó dài một chút ha, điêu nó cho nó đỡ gãy và nó natural hơn. Mình chỉ cần bỏ clear vào cái chỗ mình đắp umri và cái chỗ này ha, đó, mình đập nó, đập cho nó đều ra nha, đó, tháp cho nó đều ra cái phần móng nè, đó, xong rồi vuốt nhẹ thôi ha, vuốt nhẹ ra ngoài luôn, đó, vuốt nhẹ nó ra luôn. Cái chỗ nào mà mình bị thiếu bột đó, cái chỗ nào mà không có đều á, vuốt nhẹ vậy nè, cái clear nó sẽ cover lại cái chỗ đó nha. Đây. Đấy, không thấy hả? Tiếp tục ha, mát rất là đẹp. Đấy, em thấy cái mát top cũng rất là đẹp. Anh chị em thấy nè, ở bên phần này nè, em bị móc một chút xíu nè. Bây giờ em cho cái clear này nó cover lại cái bên hông nè, nó không có bị móc nha, nó vuốt nhẹ xuống thôi, thì cái chỗ nào nó bị thiếu đó nó sẽ cover lại nha. Đây. Nãy anh chị em thấy bị móc, giờ nó thẳng lại, vuốt nhẹ thôi. Những cái cách này là những cái cách đơn giản thôi, nhưng mà thật sự là nếu như mình không để ý thì sẽ không biết được đâu nha. Đây, như thế này em bị móc bên đây, em bị méo bên đây, em cũng nó lỏng bên đây, thì em dùng cái clear and cover nó lại như thế đó. Này, kéo xuống, mình đặt. Tháp nó vô, mình quét nó xuống nhẹ đã. Nhớ giữ cái shape nha. Nhẹ nhẹ thôi. Cái chỗ này nó hơi dày á, mình rút nó xuống. Đó. Nó sẽ đầy đặn cái bóng hơn, anh chị em thấy nó đầy đặn hơn, khó gãy hơn ha. Ok, bây giờ em sẽ làm nhanh hơn một chút xíu nha. Đây, cái chỗ này nó thiếu nè. Cái chỗ nào thiếu anh chị em nhớ đẩy nha. Đẩy clear lên, rồi đừng có quét cái chỗ nó mạnh quá. Quét nhẹ thôi, là nó đi rồi ha. Clear bên em nó rất là trong và nó rất là dẻo. Nó lau khô lắm nha. Bây giờ em quét nè, nhẹ xuống. Bên đây thiếu nè, em cho nó, em đang build nó ra nè, anh chị em thấy không? Đó, xong. Đi vô cái bên hông này nè, thấy không? Thẳng hay không? Clean nó cũng lợi hại lắm nha. Bây giờ cái shape của em vậy rồi thì không nhất thiết anh chị phải dũa nhiều nữa, thấy không? Đó, thoát lên, ấy. Thoát nhẹ nhẹ từ từ nè. Đây, bây giờ em vuốt xuống, cái này hơi nhiều nha, mình cắt đây đi ha. Xong, em lấy nước em vuốt nhẹ nó, vuốt từ trên xuống dưới nha, nhưng mà vuốt nhẹ thôi. Vuốt mạnh quá nó đi hết luôn á. Đều tay thôi ha. Chỉnh cái sét này, vuốt nhẹ ra cái sét này. Không lấy hàng nữa, ngày mai không lấy hàng nữa.
khoảng cái này á thì đều sẵn rồi nè, cái này đều sẵn rồi, anh chị em chỉ vuốt vuốt thẳng xuống thôi. Đó, cái này đều sẵn rồi, nó có độ cong sẵn rồi ha. Vuốt thẳng xuống thôi. Cái này thiếu nè, anh chị em thấy không? Góc này nè, thiếu một xíu nè. Dùng cái clear cover nó lại. Nhìn vậy chứ đắp có anh chị thì làm không cần bỏ clear ha, nhưng mà cái clear nó cũng quan trọng lắm, là đắp cover được những cái lỗi của mình. Thứ nhất là đắp umbrella thì tất nhiên là anh chị em lo vuốt, quan trọng là cái umbrella, anh chị em quan trọng là cái umbrella vuốt cho nó dai không, chỉnh lại cái xét sau. Nhưng mà thật sự nếu mà nó bị cái lỗi thì anh chị không đắp clear thì nó sẽ không có fit được ha. Đây thì em chỉnh lại đây, chỉnh hai cái clear cũng quan trọng lắm nha. Tháp lên, tháp lên, đẩy lên, vuốt xuống nhẹ nhàng thôi. Cái này thì mình không cần sửa tại vì nó ok rồi ha. Cái này là trần này, cái này trần khô rồi này. Trần khô rồi để nói như thế này. Tháp vô, đặt nó ha, đặt nó. Nè anh chị em thấy không, khi mà em đập cái bột á thì nó dẻo ra nè, thì nó đều á, cái nước nó đi chạy đều á thì nó sẽ dẻo. Thì cái hồi nãy em đập cục thiên đó em cũng giống như vậy đó, em sẽ tháp nó, em sẽ đập nó cho nó dẻo ra, nó sẽ mịn hơn. Nè anh chị em ha, lưu ý cho em cái đó. Đó, đi qua này anh chị em có thể đập được ở trên nha, ông rây ở trên xuống nha. Đó, anh chị em có thấy nè, rất là easy ha, mình đắp như vậy xong mình giữ xếp nó rất là dễ dàng, nhanh gọn lẹ ha. Nói chung ông bây giờ thì rất là dễ đó, làm rất là dễ kiếm tiền, khách nào nó cũng muốn hết. Rất là bén ha. Đây, ở giữa cho nó thẳng ở đây, em không muốn nó bị cái rằng ở đây đó, dễ dãy lắm ha. Em không có muốn cái xe nó nhỏ quá nha, nhỏ quá thì bắt buộc anh chị em sẽ giữ ngay cái chỗ này, ngay chỗ khóe này mà nó không có được bầu lắm ha. Cái này thì mình áp vô như thế này, áp cái mũi vô thì nó sẽ nhỏ thôi, nhưng mà anh thấy nó không có được đẹp lắm đối với em thôi nha, còn anh chị thì không biết, nhưng mà đối với em thì nó nhỏ, nó không có được đều thon thẳng cái móng á. Đây anh chị em thấy không, cái tay nó không có đẹp nè, cái móng của nó thì tới đây thôi, nhưng mà bất cứ cái móng nào cũng làm hết, không cần phải móng đẹp. Thực tế mà phải cho nó thực tế luôn. Cuối cùng các ai cũng đi vũ hết trơn rồi. Đây ha. Đó, anh chị em không có từng mà chạy cái tay này nhiều, thường thường anh chị em sẽ đắp bột kem, anh chị em sẽ dùng chạy cái tay này nhiều, nhưng mà chạy cái tay này nhiều thì sẽ đau tay nha, rất là mệt. Thì mình đắp á, cái bột mà mình sử dụng á, mình lựa chọn cái bột nào mà tốt nhất để dễ làm cho mình á thì mình dùng. Nói chung là xưa em cũng thử nhiều loại bột lắm, nhưng mà dùng thì dùng kiếm cái loại nào mà tốt nhất cho mình ha, dễ dàng, dễ làm, tốt. Tiếp cái camera em nó hơi khó quay để tí rồi cho anh chị xem cái tiếp ha. Hello anh gà con, nay làm đẹp quá trời, em không dám nhắn tin nhanh luôn. Dạ em khỏe, ngày nay hơi bận công việc nên là không có livestream được nhiều. Đây, anh chị em thấy không?
thì anh chị em nhìn thì biết là cái móng nó sẽ rất là ngắn rồi. Đó. Nhìn là biết là cái móng này nó ngắn cho tới đây rồi. Thế không? Hồi nãy thì móng thiệt đó anh chị cũng biết rồi thôi. Không phải là cái móng nào đẹp em like. Em cũng lựa cái móng đẹp mà em like. Nói chung là móng xấu em vẫn like. Nói chung là cái màu nào mà anh chị em mà muốn em like thì em vẫn like ha. Không biết nữa. Nói chung là chắc đang thùy mị, đang không có dám nói nhiều á, không có dám nói lớn á. Hello anh. Alo Trần. Thank you anh. Em không biết chụp hình thôi. Còn giữa xét thì tạm được. Nói chung là ok. Thứ nhất anh chị em làm á, quan trọng cái tay khắp nữa nha. Quan trọng cái tay khắp nữa nha. Nếu mà cái tay khắp vuông á, anh chị em đừng có làm tròn hay oval, mà làm khắp hình hoặc là cái xếp mà cái xếp hơi vuông á, khắp hình mà để mà khắp hình là vừa đó. Thôi giờ sẽ quay cái tay. Không tự nhiên. Thôi sẽ quay cái tay này để em thấy. Sẽ quay cái tay tí, em sẽ quay cận cảnh hơn cho anh chị em xem ha. Giờ rất là khó quay. Đây xong ha. Đây nó rất là thẳng rồi. Chơi hết rồi thì mình bắt đầu tiếp tục chạy cái critical. Mình gà nếu mà không ấy thì mình tự mua những cái cây dũa riêng của mình, mua một hộp mình để dũa ăn cái nào ưng ý của mình dũa không có bao nhiêu thôi. Đợi chủ mua chắc mình đợi dài quá luôn á, nên là cứ dùng đi. Cứ mua mình cảm thấy cái nào được đó mình mua mình dùng đi, đừng có cho ai thôi, đừng có share cho ai thôi, tại vì cái đó là của mình mua mà ha. Nếu mà có ai muốn share thì thân quá thì chia lại cho người ta thôi, chứ làm cái gì cũng vậy ha. Đợi chủ mua nước mòn đúng rồi anh dạ con, đúng rồi cái này là thích thẳng nha, cái này mình nối tại nó là hơi dài nên là mình nối. Làm hơi gà nên mình nối cho nó dài hơn một chút. Nếu mà làm medium á, cái móng là móng thường mà medium thôi thì mình sẽ dùng cái thiết kia, và cái này là mình dùng cái móng thiết clear nha. Đó là nó rất là thẳng này, chị em thấy ha. Đây. Chị em thấy nó rất là ngã trường. Buồn. Anh chị em tự nhiên nó thấy nó rất là ngã trường. Đó, thì mình dũa, em thì em dũa từ dưới này lên. Đây. Dũa từ dưới này lên. Đây. Thì thứ nhất á là em sẽ để thẳng. Em sẽ để thẳng cái dũa này. Để dũa lên nhẹ lên. Đây em dũa lên. Và chạy critical. Em không có dũa ở đây nhẹ nha. Cái chỗ này là cái chỗ mà quan trọng mà để nó u xuống hay không đó. Mà em chạy nó chỉ chạy cho nó mút một chút thôi. Đây. Cái đầu móng hôm nãy em làm nó hơi dày một chút nhưng mà giờ em dũa. Nói chung là quan trọng là cái shape và cái ombre của mình ra có đẹp hay không, còn những cái kia mình có thể sửa được, mình có thể chạy được, nhưng mà còn cái shape mà bị méo hay là sao đó là anh em thua luôn. Cái quan trọng là cái shape nha. Chết cha, la để bán một mà nãy giờ nói quá à.
nó dễ thôi. Này mình phải cắt ở đây, mình phải dùng cái này cắt cho nó thẳng không, chị em thấy nó thẳng không? Đây mình sẽ cắt ở đây cho nó thẳng nè, thẳng nè. Cái đầu móng em á thì nó cong lại, chị em thấy không? Nó cong thẳng lên thì để cho tôi nhìn rõ ra. Làm chị thấy không? Khi mình chạy còn một chút xíu nữa thôi, thì mình để nằm cái dũa thì nó sẽ thẳng thẳng luôn. Đây thì chị sẽ nhìn này, nó cái chỗ này nó hơi u một chút này, thấy không? Mình để cái dũa thẳng nè, chạy. Đó, nó chỉ ăn ở ngay chỗ đó thôi. Khi nào mà nó bằng á thì anh chị em sẽ thấy nó ăn xuống tới tới cái ngón như đây luôn. Đây. Bây giờ anh chị em nó đều thấy không? Nói chung là dũa anh chị em không có cần quay cái tay qua coi. Hello anh em đi. Bao nhiêu anh? Lòng tới nhà tôm ha. Lòng tới nhà tôm ha. Đây. Nhìn cái ray á bên em rất là bén ha. Đó, ok, thank you gà con nha. Thank you nhiều. Này em cứ để cái dũa thẳng thôi. Để thẳng em cứ dũa để thẳng thôi. Cái bàn của bên em nó hơi nhỏ đó, nên là cứ nhích một chút là phải chỉnh cho camera lại. Nó dính vô cái đèn đó, nó cứ bị mu rồi. Ông em thì mới thấy mặt mũi ổng đó mà đâu mất tiêu rồi. Đây nè chị em thấy không, em để lúc nào em cũng để cái cây dũa mà nó thẳng hết trơn á, để cái cây dũa thẳng. Nè, cái chỗ này nó hơi u thì em để cái dũa thẳng thì em thấy nó chạy, nó chỉ ăn cái bột ở ngay chỗ cái u này thôi. Nếu mà anh chị để mà nó ăn đều hết á là nó thẳng rồi, anh chị không có cần quay ngang qua mà nhìn nha. Rồi xong mình sẽ rất là để cho anh chị em xem kết quả nha. Trời ơi sướng quá, hôm nay không có hút ăn. Đây, em cho anh chị em xem cái shape và cái màu của mình lên cái top khớp nha. Tí nữa em sẽ quay cho anh chị em nhìn rõ hơn, tại vì cái này nó đi rửa tay trước mà em xem trước nha. Nhớ vuốt một đường thẳng xuống luôn nha, đừng có nhấp nhấp. Turn on, lights turn on now. Okay, good.
em một chút xíu nha. Quay. Đợi một chút xíu anh sẽ show cho anh chị em xem. Wait, couple minutes. Mm-hmm.